Mình may áo ha. Trước khi may thì mọi người sẽ gì phần chiếc phần ly này là trước tiên ha. Ly của thân trước và ly của gì của thân sau. Đây chiếc phần ly này. Mọi người cứ mình không quen thì mình gì mình sẽ lấy phấn mình vẽ ha. Mình chiếc từ trên xuống dưới cũng được hoặc là từ dưới lên trên cũng được. Miễn sao mình thuận bên nào thì mình sẽ chiếc bên đó ha. Đâu đi mọi người. Phần đầu ly này thì mình sẽ gì mình sẽ không lại máu nha, nhưng mà mình sẽ may dư ra như thế này. Ly nào cũng vậy ha, mình sẽ trừ một đoạn chỉ thừa như vậy. À, mình không có cắt sát ha, cắt sát thì nó sẽ gì nó sẽ bị tụt tại vì mình đây là mình không có lại máu ha. Mình chích ly sam thì mọi người sẽ gì sẽ ráp đường gì đường vai con này vô cho mình đây mặt phải úp vào mặt phải ha. Mọi người sẽ ráp đường vai con cho mình, đường vai con này một bên thôi còn một bên mình chừa để gì để lát mình viền rồi mình ráp sau ha. Bây giờ mình sẽ đi ủi ha và đồng thời mình ủi luôn gì phần tay này luôn ha. Mình sẽ đi vô ha. Sao chị để mình sẽ đi trong. Bây giờ là mình sẽ gì mình sẽ đo vòng cổ này thử nó bao nhiêu để mình cắt gì mình cắt dây để mình viền ha. Mình cắt dây để mình viền thì đây vòng cổ của mình đây. Đây vòng cổ của mình đây, của mình đây thì mình sẽ đo mình sẽ đây mình sẽ đắt đây ha. Mình sẽ đo thử vòng cổ này nó bao nhiêu để mình cắt gì mình cắt dây viền ha. Đây sẽ đo vòng cổ bao nhiêu. Nên là đường gấp đôi của nó là 34 thì mình sẽ làm bao nhiêu là 68 ha. Mình sẽ cho 68. 70 cũng được nó dư thì mình bỏ đi ha. Và mọi người không quen thì mọi người sẽ làm gì? Mình sẽ ráp gì? Mình ráp đường này là mình ráp cố định ha, nhưng mà đường này thì mình sẽ ráp lượt thôi. Mình ráp lượt và sau đó gì? Mình sẽ mặc thử. Mình sẽ mặc thử vào người mình coi thử gì phần cổ này mình đã vừa ý chưa? À nếu mình vừa ý rồi thì mình gì mình tiếp tục mình may. Còn mình không vừa ý thì mình sẽ gì? Mình sẽ vẽ lại vòng cổ này, mình sẽ cắt lại vòng cổ này ha. Cho nó theo đúng ý của mình ha. Đây mình muốn cắt vảy viền thì mình sẽ gì mình sẽ cắt vảy xéo ha, cắt vảy canh xéo như thế này đây. Đây bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách làm cổ viền ha, và sau video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt đầm thì mình sẽ làm gì cổ. Đối với đầm thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm gì làm cổ nẹp ha, thì mọi người sau này để mọi người thích làm cổ gì thì mình làm ha. Và thường thì cổ gì vảy mỏng thì mình nên làm gì cổ viền, và vảy dày thì mình nên làm gì cổ nẹp ha. Cổ này thì nó sẽ đứng, còn cái gì còn nếu như mà vải nó dài mình còn viền chỗ nữa thì nó sẽ không đẹp ha. À nó dài nó cộm nó to nó không đẹp, do đó là vải mỏng thì mình viền thì nó sẽ đẹp hơn, còn vải dài thì mình nên gì mình nên nẹp nẹp cổ ha thì nó phù hợp hơn. Mọi người nên gì mình nên ủi trước và mình sẽ cắt sau thì nó sẽ dễ hơn ha. Dễ hơn là mọi người sẽ gì mình sẽ cắt một miếng vải như thế này. À nó dễ hơn là mình cắt một miếng vải như thế này và mình bắt đầu mình gặp mình ủi thì nó sẽ chạy tới chạy lui là nó khó ha mà nó không đều. À thì mình sẽ gì mình sẽ ủi trước và sau đó mình sẽ cắt sau thì nó sẽ dễ hơn ha. 2,5 phân, 2,5 phân đây, cứ 2,5 phân kẻ đều đây ha, và mình cắt theo đường gì thì mình vẽ, còn mình quen rồi thì mình nhắm là mình biết ha, mình sẽ không cần kẻ, mình sẽ cắt 2,5, 2,2 gì cũng được ha, thì nó to nó nhỏ trong khoảng đó thôi, từ 2 phân đến 2,5 phân thôi, nhỏ quá thì mình sẽ gì khó viền và lớn quá thì viền nó không đẹp ha. Đây đây à. Mình quen mắt rồi thì mình canh gì nó đều như thế này ha, còn mọi người không quen thì mình sẽ dùng thước cây mình kẽ. Đối với những miếng vải nó đủ gì nó đủ canh xé ha, còn những miếng vải nó không đủ canh xé thì mình sẽ nấu như thế nào. Đây mình hướng dẫn luôn mọi người ha. Đây ví dụ như hai miếng vải như thế này ha, nó không đủ canh xé thì mình phải gì bắt buộc mình phải nối đúng không ạ.
mình nấu, mà mình nấu ngang thì nó cộm, nó không đẹp, thì mình phải nấu xéo theo. Đây, hai miếng vải như vậy ha, thì mình phải nấu, mình phải nấu vô. Nấu vô thì mọi người sẽ gì, mặt phải đây ha, cái này mình cũng mặt phải luôn, hai mặt phải đây, mặt phải đây, nó cùng gì, nó cùng hướng lên một chiều ha, như thế này. Và mọi người cắt cho mình cho gì, một đường xéo như vậy, đường xéo như vậy ha. Lưu ý cho mình là để mặt phải ha. Rồi sau đó là mình sẽ gì, mình ập lại mặt trái, mặt trái đây, mình sẽ gì, mình sẽ may lên đây, mình sẽ may lên đây một đường, may lên đây, đây qua đây một đường ha. Và mình lúc mình lật ra thì nó sẽ gì, đây nó sẽ ra như vậy ha. Chỗ này nó sẽ gì, nó sẽ khớp, nó sẽ đẹp ha. Và mình ủi ra và mình thì bắt đầu mình đây, mình ủi như bình thường ha. Bây giờ mình sẽ viền cổ này vô ha. Trước khi viền thì mọi người sẽ gì, mình sẽ may lượt lượt quanh vòng cổ này một đường để mình giữ lại cho nó không bị giãn phần cổ ra ha. Đây, mình sẽ bây giờ thì mọi người sẽ may gì, cộng viền này vô đây ha, vô đây. Và mọi người sẽ may cho mình, canh cho mình là gì, một đường chân vịt, một đường chân vịt đây là được ha. Mình cứ canh đường chân vịt chỗ này là khoảng là 5 ly là được ha. Và khi may thì mọi người gì, mình nên kéo kéo phần dây này, phần dây viền này nhẹ một chút xíu, mình hơi kéo nhẹ, mình căng nhẹ một chút xíu ha. Và phần cổ này thì mình không kéo nha, mình chỉ gì, mình chỉ kéo nhẹ phần gì, phần dây viền này thôi ha. Đây mọi người may xong thì mình sẽ gì, mình sẽ kiểm tra lại ha, mình xem thì nó được chưa, nó đều chưa ha. Nó chưa đều thì mình gọt cho nó đều, chỗ nào nó to quá thì mình sẽ gọt cho nó đều lại chút ha, để cộng viền của mình khi mình viền nó sẽ đều, nó sẽ đẹp ha. Đây bây giờ thì mình sẽ gì, mình sẽ gấp lại đây, mình sẽ gấp lại, mình cuốn lại mình may ha, cuốn lại mình may đây. Và mọi người sẽ may không quen thì mình sẽ may gì, nó nằm trên đường gì, nó nằm trên đường gì, đường viền của mình ha, thì nó sẽ dễ may hơn, hơn là may gì, may dưới rãnh này ha. Mọi người viền tròn thì mọi người sẽ may gì, may dưới rãnh này thì cộng viền mình nó sẽ tròn ha, nhưng mà nó rất là khó may, mình may nó có thể nó lại lên lại xuống ha. Và mình sẽ gì, mình sẽ viền dẹp, viền dẹp là mình sẽ may đường chỉ nó nằm trên gì, trên đường viền này thì nó dễ may hơn ha. Trước tiên thì mọi người sẽ may viền dẹp như thế này thì nó dễ hơn. Và mình may không quen thì mình cũng gì, cũng lấy kim gì, kim tay mình lượt cho nó dính vào là mình may cho nó dễ, nó sẽ không bị tuột đường này ra ha. Còn mình may quen thì mình cứ thế mình may thôi. Đây. Và khi may thì mọi người nhớ là gì, mình sẽ bật kìa, bật đường này lên. Và mình gì, mình sẽ bẻ đường này xuống. Như vậy ha. Mình vừa may mình vừa gì, mình vừa lặn, mình lấy tay mình lặn đường này vô, mình lặn đường này vô ha. Mình lặn đường này, mình lặn vô trong như thế này ha. Đó. Mình sẽ ráp hai đường vai con này lại với nhau ha. Rồi bây giờ đã xong phần cổ này rồi thì mình sẽ gì, đây xong phần cổ rồi ha, đây phần cổ của mình chưa ủi mà mọi người thấy nó rồi, nó nằm rất là êm ha. Bây giờ thì mình sẽ gì, mình sẽ ráp đường sườn này, ráp đường sườn này ha. Đây mọi người sẽ may đều từ trên xuống dưới, hay may như nhau vậy ha. Và bây giờ mình sẽ gì, mình sẽ đi ủi
ủi rẻ phần gì, phần mình đường sườn này và phần vai con lúc nãy mình may đi ha, mình sẽ ủi rẻ ra, ủi rẻ phần vai con này ra, vai con này ra và mình ủi rẻ đường sườn này ra ha. Đây là bây giờ thì mình đã ủi rẻ gì, ủi rẻ đường này rồi ha, mình đã ủi rẻ ra rồi, đường sườn này mình cũng ủi rẻ rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ làm gì, mình sẽ tiến hành là mình may tay để mình ráp vào gì phần thân áo ha. Thì đây cứ mọi người cứ không quen thì mình cứ lấy gì kim tay mình lược ha, còn mình quen thì mình may, còn mọi người không quen thì lấy kim tay mình lược đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ may. Đây, lúc mình cắt thì mình tính gì? Mình tính phần cửa tay của mình là nó sẽ là 17 ha. Thì giờ mình sẽ đo 17. Mình đo 17. Đây. 17 đây. Mình may vô ha. Phần tay này của mình nó mọi người nó gì nó nhiều quá ha, nó dư nhiều quá thì mình sẽ vắt sổ bớt đường này đi. Mình sẽ cắt cho nó gì cho nó gọn bớt và mình vắt sổ bớt đi ha. Để nó to quá nó sẽ không đẹp. Mình sẽ cắt bỏ bớt phần này đi ha. Mình lấy cửa tay gì? Đúng 17 thôi ha. À, mình thấy 17 nó vừa thì mình lấy đúng 17 thôi, còn nó mình may đây và nó dư thì mình bỏ bớt phần này đi ha, mình vắt sổ lại được nè. Đây. Đúng 17 của mình đây ha. Thì bây giờ mình sẽ gì? Mình sẽ lấy dấu đường gì? Đường điểm giữa của gì của tay đây ha. Lấy dấu đường điểm giữa của tay đây. Thân này cũng vậy ha, thì mình sẽ lấy dấu đường điểm giữa của tay, điểm giữa của tay ha. Và bây giờ thì mình sẽ gì, mình sẽ may lược sơ trên đầu tay này. À, lúc mình cắt là mình sẽ cắt dư gì, sẽ cắt phần tay nó dư so với phần thân đúng không ạ, để mục đích là cho gì phần tay nó bo trên đầu tay này thì nó sẽ đẹp hơn, nó chứa gì, nó chứa đủ đầu vai của mình là nó sẽ đẹp hơn ha. Thì mình sẽ may lược phần gì, phần đầu vai này, đây điểm giữa đây ha. Mình sẽ đi may lược đây, khoảng là cách điểm giữa khoảng là 6 đến 7 phần qua đây ha. Cổ áo trước thì mình sẽ lấy gì, tay áo trước đây, tay trước của mình lấy dấu là tay 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 trước đây ha, mình lấy dấu này lấy tay trước đây thì nó sẽ đáp vào bên này đây, nó đáp vào đây ha, tay trước nó đáp vào đây và bên này đây, tay trước bên này đây, trước bên này đây ha, thì nó sẽ đáp vào đây, nó sẽ đáp vào đây, đáp vào đây đúng không ạ. Mọi người sẽ gì, mình sẽ lấy gì phần đây, sườn nách này, sườn nách này thì mình sẽ ập hai mặt phải nó vào nhau như vậy ha. Mình để như vậy rồi thì mình sẽ ập hai mặt phải nó vào nhau như vậy. Đây. Ập mặt phải vào nhau rồi. Và mình sẽ lộng phần cổ này đây. Mình lộng qua gì? Bìa trái. Mình lộng nó qua bìa trái. Mình giữ nguyên tay này ha. Mình lộng qua bìa trái và mình gì? Bắt đầu mình may tay vào nách. Khi may thì mọi người coi gì ạ, mình cũng gì hơi căng phần tay thân áo và phần tay áo thì mình hơi cầm lại, phần tay áo thì mình hơi cầm lại, khác với gì viền cổ, khi viền cổ thì phần thân áo mình sẽ cầm lại và phần gì phần cộng viền thì mình sẽ căng cộng viền, căng nhẹ cộng viền ha. Còn đối với tay áo thì mình sẽ gì, tay áo mình sẽ gì, mình cầm phần tay áo lại ha, và gì mình hơi căng nhẹ phần thân áo. Đây mình sẽ may. Đây các chị may sao ha, đây thân trước của mình đây, trước của mình đây, các chị may sao mà đường gì, đường chấm chấm giữa, chấm giữa của nách ra, nó phải nằm lệch ra phía gì, phía phía vai con này một phân ha,
Đây, các chị may sao mà điểm giữa nó sẽ nằm đây. Điểm giữa của đầu tay đâu rồi ha? Đây, điểm giữa của đầu tay đây. Điểm giữa của đầu tay đây. Ừ. Điểm giữa của đầu tay đây ha. Thì nó phải nằm lệch ra phía này. Phía sau này. Phía sau này. Phía sau và chỗ vai con này 1 cm. Nó nằm đây. Ha. Còn nếu như các chị may mà điểm giữa này nó nằm tới đây. À, nằm tới ngay chỗ đường vai con, giữa chính đường vai con, hoặc là nó nằm xa quá phía sau này, hoặc là xa với phía trước này nè, nó không đúng ha. Nó không đúng thì nó sẽ không đẹp. Tại vì đầu vai này là kiểu gì? Là điểm cao nhất của tay ha, do đó là mình sẽ gì? Mình sẽ làm sao khi mình mặc lên á. Khi mình mặc lên người thì nó đâu phải vai con này nằm ngay chỗ đường giữa vai đây, mà nó giữa vai của mình nó sẽ nằm đây. À, khi mình mặc lên áo là lúc nào nó cái gì? Cái vai của mình nó cũng nằm đây, cái đỉnh vai của mình nó cũng nằm đây. Do đó là đỉnh gì? Đỉnh của đầu tay này nó phải nằm chỗ này ha. Tương tự thì mọi người sẽ may tay bên này cho mình ha. Đây, bây giờ mình đã may xong. Bây giờ mình đã may xong hai phần tay này vào rồi ha. Thì bây giờ mọi người sẽ đo lại chiều dài cho mình và mình lên like ha. Chiều dài của mình là 58. 58 nhưng mà phần vai con này nó dài lên đây. Ha, nó dài lên đây có nghĩa là nó cao lên đây ha, nhưng mà mình đã cắt bớt một phần vai con này rồi thì nó giảm xuống đây, thì nó giảm khoảng một phân thì nó sẽ còn bao nhiêu? Sẽ còn 57 ha. Thì đây thì mình sẽ đo xuống phần like này. Tại vì khi mình may và mình ủi thì chiều dài của mình nó có thể nó bị gì, nó bị dao động đi ha. Thì mình sẽ đo lại phần gì, phần vai con của mình đây, đây đúng mi đấy, nó còn 57 đây, 57 đây ha. Ừ. Thì mình sẽ lay lay hai phân, tương tự như là ủi lay quần vậy ha. Thì mình sẽ ủi đều, tương tự như là ủi lay quần lay tay áo ha, thì mình sẽ ủi đều 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 đây. Mình đã ủi xong phần lay áo này ha. Bây giờ thì mình may, trước khi mình may thì mọi người sẽ may lượt một đường gì ạ? Đường như đường bắt sổ này ha, mình may lượt đường bắt sổ này. Cho khi mình may rồi, phần lai của mình không có bị giãn ha, mình sẽ may lượt này.